Hôm nay em review lên sóng trực tiếp giới thiệu các bác mình một cái mẫu xe gầm cao số tự động. Chiếc xe với form dáng đẹp. Chiếc xe được mang tên là Ford Escape 2009 số tự động các bác nhá. Xe thì còn rất là đẹp và rất là mỡ xe luôn. Chiếc xe với độ zin còn rất là cao. Vô lăng rất đẹp này các bác này. Vô lăng rất đẹp đây. Củ số nữa này. Đấy, củ số đẹp như mới luôn này các bác này. Đây là hệ thống âm thanh điều hòa của chiếc xe này. Nội thất của xe rất là sang trọng đẳng cấp. Đây các bác cùng xem. Máy số của xe giới thiệu với các bác là vẫn còn zin nguyên bản. Chưa động chạm đến máy và số các bác nhá. Đây là về hình thức bên ngoài của chiếc xe Ford Escape này. Mẫu xe biển 14 gốc thành phố nhá. Đây, cặp đèn pha còn rất là trong đây. Đây, chiếc xe đẹp thì nó mới được như thế này các bác nhá. Cặp đèn pha mới được đẹp như thế này. Đây, máy số còn zin thì các bác biết là xe chạy ít rồi và chủ xe đi giữ zin thì mới giữ được cái động cơ vẫn còn zin như vậy. Form dáng gầm cao SUV các bác nhá. Đây, form dáng của chiếc xe này mới được sơn rất là bóng đẹp. Đăng kiểm chiếc xe đến tháng 4 năm 2022. Mẫu này đăng kiểm 1 năm một lần các bác nhá. 1 năm một lần. Xe được đăng ký là 5 chỗ ngồi. Rất là to cao. À, phía sau rất là to các bác nhá. Đây nội thất đây. Nội thất của xe hoàn toàn rất là đẹp, rất là mới, rất là mỡ xe luôn. Thì em sẽ quay kỹ cho các bác xem. Và các bác xem từng phần, từng chi tiết một của chiếc xe để cùng cảm nhận nhé. Các bác đang quan tâm đến những dòng xe ô tô cũ, bác qua 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương để xem xe. Bên em còn rất là nhiều xe khác nữa để cho các bác tham khảo lựa chọn. Mình hợp chân mẫu xe nào thì mình chốt mẫu xe đấy nhá. Trong đợt dịch bệnh này, bên em chuyển xe, mang xe tới tận nơi cho các bác. Các bác không cần phải đến trực tiếp cửa hàng bên em làm gì. Đấy, nếu các bác mình không ngại thì mình có thể đến trực tiếp. Còn các bác mình mà đang ngại, đang bận hay đang một cái lý do nào đấy thì bên em sẽ ship xe, chuyển xe tới tận nơi cho các bác được luôn. Đây, đèn rất đẹp này. Keo chỉ nguyên bản, keo chỉ là không mất phân nào. Không đâm xô, không tai nạn và không ngập nước thủy kích. Đấy là những cái mà bên em đảm bảo cho các bác yên tâm. Các bác có thể là dẫn thợ cho ra test hãng bình thường các bác nhá. Xe đẹp, hoàn toàn yên tâm. Keo chỉ đây không mất phân nào, lòng trong sơn zin các bác nhé, lòng trong sơn zin. Đấy, tuy rằng thì chiếc xe đời không cao cho lắm nhưng mà chất lượng của nó thì vẫn còn cực kỳ là tốt. Khung gầm từ những phần vách cửa này nữa là không han gì mục mọt gì. Đấy, rất là tươi và sáng đẹp các bác nhá. Nội thất chỗ này, vị trí này da zin đây. Đấy, các bác cùng xem. Đẹp như chiếc xe này và còn zin như chiếc xe này là sẽ rất ít có ở trên thị trường Việt Nam. Các bác mà đang tìm cái dòng xe này, chưa tìm được chiếc xe đẹp thì chiếc xe này có thể đáp ứng được cho các bác đây. Đây, một chiếc xe đẹp và còn độ zin cao. Xe trang bị có túi khí an toàn bên đây và có túi khí nữa nằm ở vô lăng các bác nhá. Dòng xe Ford Escape đời cao thì cần số của xe được đặt ở dưới đây rồi. Và động cơ của chiếc xe thì chỉ có máy 2.3 thôi các bác nhá. Máy 2.3 siêu tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ 4 xi nhanh 4 máy. Chỉ tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km. Đấy, mình đi đường phố thì nó sẽ tầm khoảng 10 đến 11 lít. Đấy, chia sẻ với các bác như vậy. Còn đây là khung tắp nô. Đấy, các bác xem tắp nô của xe rất mới này. Đấy, đồ nhựa. Đấy, không gãy vỡ, không xước sát, xước sẹo chỗ nào cả nhá. Đấy, các bác xem. Các bác xem cho em củ số đẹp như thế này luôn này. Đấy, củ số này. Những cái gai củ số của xe nó không bị sứt, không bị bóng mờ, bóng mòn gì. Đúng không? Đấy, hộp đồ nhá. Đấy, hộp đồ nữa đây nhá. Đấy, củ số quá đẹp. Phần khu vực. Những cái nút bấm, những cái hệ thống ở khu vực này. Đấy, đến bây giờ những cái vị trí nút bấm của xe nó vẫn còn không bị kém, không bị bóng mòn mờ gì. Đúng không ạ? Chìa khóa khiển nguyên zin theo xe các bác nhá. Nguyên bản nguyên zin theo xe. Trần nỉ đẹp và còn sáng sạch. Đây các bác xem này,
Chân lý đẹp sáng sạch nhá. Chân lý này là chân lý zin chứ không phải là làm lại đâu các bác nhá. Nếu làm lại thì đẹp thì nó là bình thường. Còn zin nó đẹp mới là đặc biệt, đúng không bác? Đây mép cửa đây ạ. Đây, xung quanh cánh cửa bốn cánh sẽ đem quay kỹ cho các bác xem. Các bác xem thấy ưng thấy ok thì mình nhấc máy alo sớm nhá để được chốt con xe này. Đấy, vừa ra tiền các bác bỏ ra là chưa tới 300 triệu, vẫn còn khá xa thì mới đến 300 triệu các bác nhá. Đấy, dòng cửa cột kèo thứ đây, dòng xịn, nòng trong sơn zin các bác nhá. Đấy, sơn zin luôn đấy ạ. Cái răng này thì hơi sứt một chút chỗ này, các bác về mình xử lý đi. Thay cả cái răng hết có mấy trăm nghìn thôi các bác nhá. Đây, da đây. Da này không phải nó nứt đâu mà nó nhăn thôi các bác nhá. Để kéo là nó sẽ căng này. Đây, lòng trong này sơn zin rồi. Nội thất rộng rãi, sàn vẫn là dưới là nỉ, trên thì bọc da, có lót sàn ở trên nữa rồi. Đây, la răng đúc kết hợp phanh ABS. Rồi hệ thống ABS chống bốp cứng an toàn. Phía sau đây. Ở chỗ này ai bước lên bị bắn mất ní của em rồi này. Ní của em lúc nãy sạch lắm, phủi sạch thôi các bác nhá. Đây ní rất là đẹp luôn. Phủi cái là sạch ngay các bác nhá. Vách cửa đẹp. Đây. 2009 mà còn được như thế này phải nói là quá tuyệt vời, đúng không ạ? Sẽ không có nhiều, sẽ rất ít có những cái chiếc xe được đẹp như thế này trên thị trường, đúng không ạ? Không phải là không có, em đang nói ở đây là ít các bác nhá. Bên em thì xe kém nó không nhập đâu, toàn nhập những mẫu xe chất mang về để phục vụ các bác thôi. Bán những cái mẫu xe này nó yên tâm, cho nên là em cứ chọn xe chất về em bán. Tuy rằng giá nó có cao hơn một chút, nhưng mà những chiếc xe chất này các bác về mình sử dụng nó yên tâm, đúng không ạ? Đẹp thế này cơ mà, đúng không ạ? Máy số chuẩn, đấy, thân vỏ chuẩn các bác nhá. Tất cả chức năng của xe bình thường, ok. Quan trọng nhất là máy và số gầm bệ, đúng không ạ? Những cái vấn đề ở đây mà kém thì nằm giữa đường bất cứ lúc nào, đấy, đúng không bác? Đấy, cho nên là em cứ tuyển chọn những mẫu xe đẹp. Các bác nhà mình đã từng mua xe bên em, các bác biết là những mẫu xe bên em bán như nào. Xe ít tiền, xe cũ thật, đời không cao thật, nhưng mà toàn những mẫu xe được thôi các bác nhá. Toàn mẫu xe ok thôi. Các bác có thể nào cho thợ đến kiểm tra, test xe, kiểm tra xe để được đánh giá về chiếc xe của bên em bán nha các bác nhá. Đây lý này vẫn đẹp này các bác. À đây không phải lý nhá, đây là nhựa. Chỗ là nhựa. Nhìn trời tối tối em tưởng lý cơ. Các bác xem cho em cái phần phím còi này. Đây phần phím còi nhá. Cái chỗ này nó bị bợt bợt đây nên là cái kiểu móng tay của anh này có móng tay. Chứ còn thì cái bên đây mới là vần nhiều nhất đây, đúng không ạ? Bên đây bình thường mòn là mòn bên đây nhiều nhất chứ không phải mòn bên đây. Bên đây là anh này có móng tay nó hay bị cọ. Đấy, cọ vào nó bị sứt. Chiếc xe được hiển thị ở trên đây là 16 vạn thôi các bác nhá. 16 vạn cho một chiếc xe đời 2019 là quá ít, đúng không ạ? Nhiều trước 2018 19 đến bây giờ mà đã chạy chục vạn rồi, đúng không ạ? Đây các bác cùng đón xem về chiếc xe phoi kép này. Tổ hợp phím bấm những công tắc ở đây các bác xem cho em này, nó không bị bóng mòn bóng mờ, không bị mất màu, không bị bạc những cái phần những cái mũi tên đấy, những cái chữ đấy, những ký hiệu trên đây là không bị bạc màu này, đúng không ạ? Đấy, còn nguyên vẹn, còn nguyên vẹn nguyên zin luôn. Đấy, keo chỉ này từ cabo cho đến bốn cánh là không mất phần nào, không mất một phần chỉ nào luôn các bác nhá. Lực sơn thì rất là bóng này. Đấy, xoay được gương luôn. Tôn vỏ dòng này thì nó rất là dày rồi cho nên là rất là chắc. Đấy, rất là chắc chắn đối với chiếc xe phoi kép các bác nhá. Tôn vỏ cực kỳ là dày và rất là cứng. Đấy, mình sử dụng trên đường, lưu thông trên đường thì hoàn toàn yên tâm. Kết hợp với túi khí nữa thì đây là một chiếc xe khá là an toàn. Đây, chiếc xe cực kỳ an toàn, chất lượng luôn.
Đấy, chi tiết cụ thể để cho các bác xem. Đấy, lòng trong đây. Mình có nhu cầu alo sớm nhá. Mình thích chiếc xe này rồi, thấy ưng rồi, em quay kỹ như này. Nếu các bác cần thêm thông tin, video, hình ảnh, chi tiết, các bác kết nối Zalo cho bên em, để bên em gửi hình cho. Đấy, xong đó thì lúc đó chốt các bác nhá. Đấy, khi chốt, khi các bác vào việc thì luôn luôn có một cái giá tốt. Còn thì giá tham khảo thì em sẽ đưa lên phần tiêu đề để cho các bác biết giá của chiếc xe các bác nhá. Đấy, xe nào cũng vậy, xe nào cũng thế, gần như là như vậy. 100 chiếc xe thì chắc là chỉ có vài chiếc em không ghi giá thôi, chứ còn thì cơ bản là ghi giá hết rồi. Long lanh luôn, đúng không ạ? Gầm bệ sáng, em quay tiếp sẽ quay gầm luôn cho các bác mình ngó. Đấy, cửa đóng chắc chắn này, rất là êm, rất là chắc. Những cái đồ nhựa bên ngoài đi các bác xem nhá, những cái đồ nhựa này nó không bị bạc màu này, đúng không ạ? Đẹp, kính của xe đẹp này. Đấy, đẹp chân kính đẹp đây. Kính của xe là kính zin nhá. Đấy, tất cả kính zin. Và được bọc dán rồi. Chạy những cái mẫu xe đời cao này nó không giống như là cái mẫu xe đời thấp đâu. Chạy những mẫu xe đời thấp nó ồn và nó tiếng máy nó hay bị rồ, nó bị rú. Những mẫu xe đời cao này chạy êm ru luôn. Chạy rất là êm ái, chắc chắn. Động cơ chiếc xe rất dễ lổ luôn. Nghiêm chìa khóa phát là máy lổ luôn các bác nhá. Riêng đối với cái mẫu xe này. Đây, phần đầu chiếc xe này. Nhìn rất là chuồng xe luôn, thân vỏ bóng đẹp. Đấy, đèn rất là sáng đây, đúng không ạ? Đèn là đèn zin nhá, bên em cho đánh qua thế là nó sáng như vậy đấy ạ. Mặt ga lăng đẹp. Biển 14 nhưng mà gốc thành phố nhá. Chiếc xe này là mới về 14 được một thời gian ngắn thôi. Còn thì chiếc xe này là chủ yếu là trên thành phố. Các bác mua Hà Nội, Sài Gòn ok nhá. Đây là xăng đúc. Phanh đĩa kết hợp, phanh ABS, chống bó cứng các thứ rồi. Mình đi hoàn toàn yên tâm, không bị không sợ là chống bó, không sợ là bó cứng giữa đường nhá. Đấy, xinh nhan trên gương đẹp chưa này? Đấy, rất đẹp luôn. Vâng vâng. Đây, đăng kiểm tháng 4 năm 2022 này. Đấy, sơn si bóng đẹp sạch sẽ. Vâng vâng vâng. Đấy, sơn si rất đẹp đây, thân vỏ căng, đấy, rất là khít luôn, đúng không ạ? Hải Dương của em hiện tại là tạm thời là không bị dịch cho nên là nhưng mà vẫn phải nghiêm chỉnh một chút, đúng không ạ? Đây các bác xem cho em những phần nếp cửa này, đấy, chân kính này, đấy, đấy, dòng khung, dòng cánh rất đẹp đây, đây các bác xem này, đấy, rất là đẹp, vâng, đây các bác xem nhá, rất là đẹp này. Vâng, ok, đấy, thì đây các bác xem. Đây, chi tiết nha. Rồi các bác thông cảm quay lốp con xe. Đấy, các bác mấy anh công an anh ấy bảo là đeo khẩu trang. Đây các bác tiếp tục xem. Ok, mấy anh ấy đi nói chuyện với anh ấy là được thôi. Hải Dương bọn em không có dịch nhưng mà vẫn phải tuân thủ các bác ạ. Vẫn phải tuân thủ đấy ạ. Thôi thông cảm đi, em quay lốp của xe. Thôi bây giờ ấy, anh không chấp hành, tôi đã đi qua đây đã nhắc rồi. Vâng, ở đây cũng không có ai mà. Thôi rồi anh ơi. Rồi. Cứ đi ra em quay lốp đằng nào cũng thế thì em quay lốp anh ơi. Bây giờ không có cả anh không làm. Vâng đây. Cho các bác mình xem lốp nhá, tại. Vâng. Đây sơn si sạch đẹp này. Quay lốp cho tất cả nhà mình xem lốp nhá, các bác đi đợi chút. Thực ra là Hải Dương không có dịch bệnh nhưng mà tất nhiên là người ta cũng muốn bảo vệ cho mình thôi, đúng không ạ? Hải Dương của em là không có dịch bệnh đâu. Đến gần 2 tháng này rồi không có dịch bệnh nhưng mà vẫn phải chấp hành. Đây các bác xem này. Đấy, rất là sáng đẹp. Vâng. Đây, sáng đẹp đây. Đấy, thân vỏ căng đẹp các bác nhá. Không sao cả, đúng không ạ? À, tí nữa lột phạt một tí thôi. Đằng nào cũng mất tiền rồi, đúng không ạ? Đây, gửi các bác mình xem lốt nhá. Tiếp quay phần gầm nữa, xong, đúng không ạ?
mất hứng quay luôn các bác nhá. Mất hứng quay không sao cả, đúng không ạ? Đây, gầm sàn đây, gầm sàn rất là đẹp đây. Đây gầm sàn nhá, động cơ bắt là xong đúng không ạ? Đây, quay bác xem động cơ nhá, động cơ xe thì ok rồi. À, anh cảnh sát trật tự chắc mất 1 triệu. Em đã bị 2 lần mất 1 triệu rồi. Nhưng mà thực ra là không biết, chứ còn mình biết thì em cũng sẽ đeo chứ không phải là không chấp hành. Tại vì là đấy có một cả, tại vì Hải Dương không có dịch bệnh mà, cho nên là ở đây các quán ăn, các nhà hàng vẫn đang mở bình thường. Không biết tại sao. Đây là khu vực động cơ khoang máy đây, chỉ có 4 máy thôi các bác nhá, máy còn zin. Đấy, động cơ là vẫn còn zin nhá. Các bác thì mình có thể là cho thợ đến kiểm tra test xe thoải mái nhá. Đây thì cabo vẫn còn nguyên này. Đấy. Và đây những cái phần răng đầu này. Đấy. Đồ nhựa xe rất đẹp. Các bác yên tâm nhá. Đấy, xe bên em kiểm tra rồi. Trước khi lấy về là kiểm tra rồi. Và bây giờ sang tên đổi chủ bên em hỗ trợ đầy đủ cho các bác thì mình vẫn chuyển nữa. Đúng không ạ? Để giá cả các bác alo nhá. Khi các bác thích thì các bác alo. Các bác thích các bác alo cho em. Lỡ em quay video các bác thấy là có một tầm khoảng hơn chục người đá bóng ở chỗ này, không đeo khẩu trang luôn. Ở đây em chỉ đứng một mình thôi, nhưng mà các anh cũng bị, không biết là chắc là ra chỉ thị mới. Các bác đừng bàn tán là em không có ý thức nhá. Em thấy mọi người không đeo nhưng em không đeo đâu, tại Hải Dương không có dịch bệnh mà. Đấy, thôi được rồi, các bác nhà mình liên hệ cho bên em theo hai số là 093 8586 307 hoặc 0389 000 55. Hai số chính, hai số hotline của bên em các bác nhá. Zalo bên em dùng theo hai số luôn. Địa chỉ các bác tới 166 Hùng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương thì xem xe. Ok, em xin chào và tạm biệt các bác.